quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị sơ kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, nguồn vốn ngân sách nhà nước giao cho tổng các kế hoạch đầu tư công của tỉnh An Giang trên 8.124 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 22 tháng 6 trên 2.466 tỷ đồng, đạt 30,36% tổng kế hoạch. So với tỷ lệ giải ngân 6 tháng năm 2023 của cả nước là 28,11%, thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh cao hơn 2,25%. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, tổng vốn thực hiện năm 2023 gần 1.750 tỷ đồng. Tính đến ngày 22 tháng 6, đã thực hiện giải ngân đạt 15,92%. Đối với chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tổng cộng có 5 dự án với tổng vốn năm 2023 là 1.596 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2023, đã thực hiện giải ngân đạt 50,25%. Khó khăn trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công được các chủ đầu tư và đại diện các huyện thị thành đưa ra tại hội nghị là các dự án khởi công mới đang hoàn chỉnh thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là những dự án có vốn lớn mất nhiều thời gian, khoảng từ 3 đến 6 tháng. Khâu bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục là nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện các dự án cần giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực giao thông và nông nghiệp có kế hoạch vốn lớn. Ngoài ra, trong quá trình triển khai phát sinh vấn đề cần phải điều chỉnh thủ tục giãn, từ đó dẫn đến giải ngân chậm. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân đạt 30,36%, mặc dù thấp hơn yêu cầu đề ra là 40%, nhưng cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tuyên dương 6 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao là Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Đài Phát thanh Truyền hình, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị xã Tân Châu và huyện Thoại Sơn. Tuy nhiên, có đến 31 trên 37 chủ đầu tư có tỷ lệ thấp hơn bình quân chung của tỉnh, gồm 22 sở ban ngành cấp tỉnh và 9 huyện thị xã thành phố, đặc biệt có đến 12 chủ đầu tư chưa giải ngân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ bình quân chung của tỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Sau hội nghị này, các đơn vị cần tổ chức ngay cuộc họp để đánh giá cụ thể nguyên nhân làm chậm giải ngân kế hoạch vốn và đề ra giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu đặt ra là giải ngân đạt từ 95% trở lên vào cuối năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. 3 chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các đoàn kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh và tổ công tác xử lý khó khăn vướng mắc, các dự án thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu các địa phương đơn vị trong việc giải ngân vốn đầu tư công, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Tiếp tục xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cũng là tiêu chí xem xét đánh giá, đề xuất khen thưởng đối với các chủ đầu tư hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công, được giao và phê bình rút kinh nghiệm đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp trong năm 2023. Người đứng đầu các sở ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án, nâng cao chất lượng công tác, lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện thủ tục giải ngân từng dự án, báo cáo theo tuần, tháng để theo dõi, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các dự án đúng kế hoạch đề ra, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền, xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, các cá nhân, đơn vị cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Việc thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư phải theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng, không để dồn thanh toán vào cuối quý, cuối năm, không gây nợ động, xây dựng cơ bản, chủ động rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định.
Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các chủ chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần và Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố tập trung hoàn thành thủ tục hồ sơ để nhanh tiến độ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình, triển khai thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đối với nguồn vốn thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội có thời hạn giải ngân trong 2 năm 2022-2023, do đó yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, đồng thời theo dõi sát tiến độ thi công của nhà thầu, đảm bảo giải quyết hết nguồn vốn được giao theo thời gian quy định.